Chào tất cả mọi người. Nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nền tảng kiếm coin khá là ngon nha. Cái nền tảng này lúc trước mình đã giới thiệu rồi, đó chính là Tronbet nha. Trên màn hình là hình ảnh về nền tảng nha các bạn. Các bạn có thể nạp rút nè, khá là dễ dàng luôn. Cũng như là giới thiệu để nhận hoa hồng nha. Tại bạn nào có túi tham gia thì nhấp vào đường link ở dưới phần mô tả hoặc bằng game lẫn á, nó sẽ ra giao diện đăng ký như thế này nha các bạn. Đối bên này thì các bạn cứ điền đầy đủ thông tin vào thôi, bao gồm số điện thoại nè, mật khẩu đăng nhập và mật khẩu rút tiền nha. Cái này thì lúc trước mình đăng ký mấy tài khoản là các bạn, bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản cũng được nha. Cái này nó không có giới hạn nha các bạn, bạn muốn tạo bao nhiêu tài khoản cũng được. Tới bên này thì các bạn cứ đăng nhập vào thôi. Thì đây là giao diện chính của nền tảng nha. Bạn đăng ký mới sẽ tặng chúng ta 1.000 TRX á. Đây nó ghi là logo của người ta nè. Đây là dữ liệu về nền tảng nha. Số lượng thành viên, cũng như là đối tác toàn cầu nha các bạn. Thì đây là nền tảng gửi tiền tiết kiệm nên các bạn phải có đồng TRX để gửi vào nha. Bạn nào chưa có TRX á thì có thể lên trang web mà ở phần giới thiệu của kênh á, nó có một trang web để mua TRX nha bạn. Đối với này thì các bạn có thể sao chép địa chỉ ví của người ta, hoặc các bạn có thể quét mã cũng được nha. Các bạn cứ truy cập vào ví coi của anh em, ví nào cũng được, Trubelet, Binance này gì cũng được nha bạn. Cái là có đồng Tron là ok. Sau đó các bạn dán địa chỉ ví của người ta vào, hoặc các bạn có thể quét mã nha. Ở đây thì mình thấy quét mã nó sẽ nhanh hơn á. Công em dán vào thì mình sẽ làm demo 10 TX nha các bạn. Còn các bạn có nhiều TX hơn thì nạp càng nhiều càng tốt. Nạp càng nhiều đó thì lãi suất nó sẽ càng cao nha. Và hạn mức rút mỗi ngày cũng sẽ càng cao luôn. Tới bên này các bạn có load lại đang liên tục, khi nào nó ghi đã hoàn thành là ok nha. Sau khi nó ghi đã hoàn thành á thì các bạn quay lại nền tảng nha. Sau đó các bạn xác nhận đã gửi tiền á thì các bạn đến đây các bạn phải đợi 5 tới 10 phút nha. Như đây là nó đã vào rồi nha các bạn. Tới bước này thì các bạn cứ đợi mỗi ngày vô rút thôi. Lần phương mại nè, nó sẽ được lợi nhuận 6% nha. Bạn nạp vô là mỗi ngày các bạn cứ vô nhận thôi. Các bạn tiếp theo đó chính là cái phần chia sẻ nha. Ví dụ như nó để tiếng Anh thì các bạn dịch qua tiếng Việt thôi. Chỗ này các bạn cứ sao chép địa chỉ của người ta nha. Sau đó chia sẻ lên Zalo, Facebook. Chỉ cần có người tham gia các bạn sẽ được hưởng hoa hồng nha. Hoặc các bạn có thể tự giới thiệu cho bản thân mình cũng được, tạo nhiều ad lên cũng được. Tiếp theo đó chính là phần đội nha. Nó sẽ thống kê lại cái hoa hồng anh em giới thiệu được người chơi mới á. Ở đây cũng có phần gửi tiền và rút tiền nha. Phần danh sách lợi nhuận này nó sẽ thống kê lại lợi nhuận của anh em. Anh em nạp vô bao nhiêu, rút ra bao nhiêu, tăng lên bao nhiêu thì nó sẽ thống kê lại nha. Phần này là chuyển về tài khoản cơ bản nha các bạn.
Thì cái phần này hiện tại nó vẫn chưa có mở nha bạn ơi. Ở đây thì cũng có phần đăng lại nè, thông báo nè và đăng xuất nha bạn. Cái phần tiếp theo là cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần rút tiền nha. Thì ở đây bạn nào không rút được thì có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng nha. Có một số bạn liên hệ mình nói là không rút được, các bạn cứ nhập cái hạn mức của người ta ghi ở trên á, sau đó các bạn dán địa chỉ TRX của anh em vào, khá là đơn giản mà. Mỗi ngày các bạn cứ lặp lại, đọc đi lặp lại cái bước này nha. Chỗ này thì các bạn nhập mật khẩu rút tiền nha. Bạn nào có thắc mắc gì đó, có vấn đề gì đó, rút không được hay như thế nào đó thì anh em cứ nhấp vào cái hình tai nghe nha. Ở đây có một cái group Telegram vậy, các bạn có thể liên hệ với người ta, kiếm mấy người nào admin á, anh em chat với người ta trực tiếp. Thì bạn nào có hứng thú tham gia thì nhấp vào đường link ở dưới phần mô tả hoặc bằng game lớn nha. Ở đây thì mình đã nhận lại được 0.25 TRX rồi nha các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé. Anh sẽ căn nhà trai gương đâu anh sẽ công nhận.